Thưa quý vị, sau khi công bố điểm chuẩn, những ngày qua, các trường đại học trên địa bàn thành phố đã bắt đầu đón các tân sinh viên nhập học. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày hôm nay. Các tân sinh viên trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng ngày hôm nay háo hức đến trường để hoàn tất các thủ tục nhập học. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 18 tháng 9 đến trước 17 giờ ngày 30 tháng 9, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. Là năm đầu tiên thực hiện đăng ký nguyện vọng theo hình thức trực tuyến, nên không ít tân sinh viên gặp khó khăn. Mới với năm đầu tiên, anh em cũng có trục trặc, cũng có nhiều thông báo đến từ email và cũng có cả group ở trên mạng xã hội để tụi em biết được thông tin và tụi em đến nhập học ngày hôm nay. Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo lọc ảo và nhả dữ liệu, các trường đã thông báo cho thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 bằng nhiều cách như gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thông báo trúng tuyển. Khi đến trường, thí sinh sẽ được cán bộ giảng viên đón tiếp, hướng dẫn và thu hồ sơ trực tiếp. Các trường đại học cũng hết sức linh hoạt để tạo điều kiện cho thí sinh khi nhập học. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà thay đổi cái hình thức nhập học gắn với việc chuyển đổi số là cái việc mà cần làm. Thì dĩ nhiên rằng là trong cái giai đoạn đầu thì cũng có những cái vấn đề khó khăn nhất định. Tuy nhiên đối với trường Đại học Kinh tế thì chúng tôi yêu cầu các sinh viên là một mặt là đăng ký ở trên cái hệ thống của bộ. Nhưng mà song song đó thì sinh viên sẽ đăng ký trên cái hệ thống của nhà trường. Và chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát những cái sinh viên nào có thể là chưa xác định được ở trên cái hệ thống của bộ. Tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, năm nay chỉ tiêu tuyển sinh tăng 100 so với năm 2021, điểm chuẩn một số ngành tăng. Công tác tư vấn, hỗ trợ và giải quyết phản ánh khiếu nại và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh được nhà trường triển khai thực hiện từ đầu mùa tuyển sinh. Việc thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến và hoàn tất các thủ tục nhập học trực tuyến trước khi đến trường được xem là bước đệm giúp các em thích ứng với phương thức đào tạo theo hình thức tín chỉ ở các trường đại học cao đẳng. Thì trường cũng chủ động lập các cái nhóm Zalo. Thì hiện nay ví dụ trong các cái nhóm Zalo hiện nay cũng hơn 1.000 thí sinh cũng đang tham gia vào các cái nhóm này và trường cử cán bộ làm việc thường xuyên liên tục để mà tư vấn cho các em và kể cả các cái kênh liên quan đến điện thoại vân vân, khi các em gọi tư vấn cần hướng dẫn thì trường cũng hướng dẫn các em một cách tốt nhất để các em thực hiện được các cái thủ tục ở trên hệ thống của bộ cũng như là thực hiện các cái thủ tục để nhập học tại trường. Bên cạnh hoàn thiện thủ tục nhập học, các trường đại học cũng tích cực hỗ trợ tân sinh viên, nhất là các tân sinh viên ngoại tỉnh trong việc làm quen với môi trường, tìm kiếm chỗ trọ, tổ chức các buổi chia sẻ về chương trình đào tạo, phương pháp học tốt, bí quyết nâng cao các kỹ năng hữu ích cần thiết khi bước vào giảng đường.